Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hệ thống tủ điện của phòng LFP. Hệ thống tủ điện phòng LFP bao gồm 5 tủ. Tủ thứ nhất đây là tủ ATS. Tủ ATS bao gồm 2 nguồn điện vào, một là nguồn điện lưới, hai là nguồn máy phát. Tủ ATS có nhiệm vụ là chuyển đổi nguồn từ nguồn điện lưới thành nguồn máy phát trong trường hợp cúp điện hoặc nguồn điện lưới xảy ra sự cố, hoặc và trường hợp ngược lại trả lại nguồn điện lưới khi có điện. Đây là tủ thứ hai. Tủ thứ hai bao gồm máy cắt ACB, máy cắt không khí, đó là máy cắt từ tủ ATS đến tủ thứ ba này là hệ thống điện của tòa nhà, và có hai nguồn ưu tiên đó là tủ bơm chữa cháy và thang máy dịch vụ sẽ được nằm ở tủ này. Tiếp đến là tủ thứ ba. Tủ thứ ba gồm hai CV tổng, một là CVC và CV số 3. CVC là từ máy cắt không khí ACB đến CV số 3. CV số 3 là CV từ cấp điện cho toàn bộ hệ thống từ tủ điện tầng từ B2 đến tầng mái. Kế đến là tủ điện thứ tư. Bây giờ đã là tủ điện thứ tư. Tủ điện thứ tư bao gồm các nguồn tải quan trọng từ CV số 4 đến CV số 10. Trong đó CV 6 hiện chưa có tải cho nên hiện đang off. CV số 4 là CV tủ chiêu lơ. CV số 5 là CV cấp nguồn phòng sạc cơ lầu 7. CV số 7 là CV nguồn BTS. CV số 8 là CV cấp nguồn khu cà phê. CV số 9 là tủ quán cháo tầng mái. CV số 10 là tủ điện nhà bảo vệ. Đó là các CV của tủ số 4. Và đây là CV của tủ số 5. Tủ số 5 là cấp nguồn cho từ các CV từ số 11 đến số 16. Cấp nguồn cho bao gồm CV số 11 cấp nguồn bơm thoát nước hầm 2, CV 12 bơm cấp nước sinh hoạt, CV 13 tủ phân phối hầm 2, CV 14 cấp đến quạt gió đẩy hầm 2, CV 15 cấp đến tủ bơm xử lý nước thải, CV 16 cấp đến tủ phân phối hầm 1. Đó là 5 tủ của hệ thống tủ điện phòng MSP. Rồi, tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn hệ thống tủ điện của phòng MSP. Xin kính chào và hẹn gặp lại.